Mà các bạn, các anh chị, các cô chú ở Mỹ thì giá xăng là một trong những cái chủ đề rất là hot trong cái suốt thời gian vừa qua. Giá xăng ở của các bạn, các anh chị, các cô chú ở tiểu bang của mình sinh sống hiện nay là bao nhiêu rồi? Nhớ comment cho An biết ở dưới cái phần comment ở dưới nha. Còn để mà An chia sẻ về giá xăng hiện nay đó, thì ở California An sẽ để cái hình mà An vừa mới chụp ở một cái cây xăng 76, thì cái giá của cái loại xăng mà rẻ nhất á, loại xăng 87 đó, là đã là 5 đồng 7 một ga lông, và nếu như mà đổ xăng 89 hay là đổ xăng 91 đó, thì cái giá xăng nó đã trên 6 đồng một ga lông rồi. Giá ở Costco á, thì nó nhẹ nhàng hơn một chút xíu, nếu mà đổ loại xăng 87 ở Costco thì hiện nay cũng là 5 đồng 2, còn đổ loại xăng 91 thì là 5 đồng 7, 5 đồng 8. Nên á, là ở thời điểm hiện nay có rất là nhiều anh chị, nhiều cô chú, mặc dù á, là xếp hàng đông ở Costco nhưng mà vẫn chịu khó chạy ra Costco để mà đổ xăng, để mà tiết kiệm tiền. Và cái line mà đổ xăng ở Costco bây giờ nó dài hơn bao giờ hết. Và An thì An thấy cái giá xăng mỗi một ngày á, ở Cali nó đều tăng, giá xăng ngày hôm nay nó cao hơn giá xăng ngày hôm qua. Và nếu như mà những ai mà để ý á, thì giá xăng mà cùng thời điểm này năm ngoái chỉ có 2 đồng mấy một ga lông thôi, mà trong vòng cỡ khoảng một năm khi mà tổng thống Joe Biden lên á, thì cái giá xăng nó đã tăng lên là gần gấp đôi. Và giá xăng lên nó dẫn tới là tất cả những cái chi phí đồ ăn nè nó cũng lên rất là nhiều đó. Thành ra mấy ngày hôm nay khi mà An nói chuyện với khách á, ai cũng nói là bây giờ đi xe xăng đổ một cái bình xăng bình thường thôi cũng phải 7-80 đồng cho một cái bình xăng. Rồi những anh chị, những cô chú mà đi làm xa nữa thì cái tiền xăng nó tăng lên rất là nhiều. Và rất là nhiều người than với An là cái giá xăng nó tăng lên khá là nhiều. Cali là một trong số những cái tiểu bang mà An biết được là cái giá xăng nó cao nhất ở trên toàn nước Mỹ. Những cái tiểu bang ví dụ như đợt An qua Texas nè, hay là An qua Alabama, cái giá xăng nó cũng tăng nhưng mà nó tăng nhẹ nhàng hơn một chút xíu so với lại tiểu bang Cali. Tiểu bang Cali từ trước tới giờ là cái chi phí đã đắt đỏ rồi mà bây giờ cái giá xăng nó còn tăng lên hơn nữa. Thành ra rất là nhiều người ở tiểu bang Cali người ta than rất là nhiều, Là và cái nhiều tình cái lý hình. do để mà lý giải việc giá xăng tăng lên rất là nhiều ở trên nước Mỹ, thì lý do đầu tiên và cũng là lý do gần đây nhất, tức là chiến tranh giữa Ukraine và Russia. Thì khi mà Russia, tức là Nga đó, đánh Ukraine thì có rất là nhiều nước ở trên thế giới người ta muốn trừng phạt Nga vì cái sự xâm lược của Nga với Ukraine, thì Mỹ là một trong số những đất nước đó. Thì vào ngày hôm qua khi mà phát biểu thì Tổng thống Joe Biden đã chính thức thông báo rằng nước Mỹ hoàn toàn sẽ ban, tức là hoàn toàn sẽ trừng phạt Nga và sẽ không có nhập khẩu xăng dầu từ Nga nữa. Và cái xăng dầu từ Nga chiếm một cái 25% số lượng xăng dầu khi mà nhập vô Mỹ. Thì với việc trừng phạt nước Nga như vậy thì cái sản lượng xăng dầu, cái nguồn cung xăng dầu vô nước Mỹ sẽ bị giảm đi 25%. Và các bạn, các anh chị cũng biết khi mà nguồn cung giảm và cái cầu nó vẫn tiếp tục như vậy đó thì cái giá xăng dầu nó sẽ lên rất là nhiều. Một cái lý do tiếp theo nữa đó là Tổng thống Joe Biden và Đảng Dân Chủ thì ủng hộ green energy, tức là năng lượng xanh, và ủng hộ những cái chiếc xe chạy bằng điện. Khi mà Tổng thống Joe Biden lên một cái đó thì cái đường ống dẫn dầu ở bên Texas dưới thời Tổng thống Trump đang đưa vô sản xuất đã bị ngưng hoạt động trở lại. Và Tổng thống Joe Biden thì ủng hộ những cái chiếc xe về năng lượng xanh hơn. Nhưng mà Elon Musk, các bạn, các anh chị, các cô chú thì đã quá quen thuộc với Elon Musk rồi, là CEO của Tesla, là một trong số những cái người rất là ủng hộ năng lượng xanh, nên là Elon Musk mới cho ra chiếc xe Tesla chạy bằng điện. Thì Elon Musk cũng có chia sẻ đó, là vừa có thể ủng hộ năng lượng xanh nhưng mà vừa cũng có thể nâng cái định mức sản xuất xăng dầu lên. Cái lý do đó là xăng dầu nó dùng cho rất là nhiều những cái hoạt động, những cái sản xuất ở Mỹ, không phải là chỉ riêng về dầu nó chỉ để mà chạy xe thôi. Mình vừa có thể ủng hộ năng lượng xanh
những chiếc xe EV, tức là xe chạy bằng điện, nhưng mà mình cũng vừa có thể tiếp tục sản xuất xăng dầu, để thứ nhất á mình cần phải có xăng dầu để mà mình chạy máy móc, để mà sản xuất ra được những cái chiếc xe chạy bằng điện đó, thì mình cũng phải có xăng dầu để cho những cái nhà máy nó hoạt động và nó sản xuất ra được những cái chiếc xe chạy bằng điện. Ở thời điểm hiện tại á, nếu mà muốn ủng hộ năng lượng xanh nhưng mà lại giảm xăng dầu xuống, thì những cái nhà máy, những cái máy móc mà chạy bằng xăng dầu nó cũng sẽ không có hoạt động được nhiều, thành ra cái giá xe chạy bằng điện nó cũng tăng lên rất là nhiều so với lại cái khoảng thời gian trước. Bởi vậy Elon Musk cũng đã có tweet nè, chia sẻ rất là nhiều là nước Mỹ cần phải tăng cái sản lượng xăng dầu càng sớm càng tốt, vì khi mà tăng cái sản lượng xăng dầu lên, những cái máy móc, những cái cơ sở ví dụ như Tesla, ví dụ như Honda, ví dụ như Lucid, người ta mới có xăng dầu để mà người ta chạy máy móc của người ta, và người ta mới có thể sản xuất ra được những cái chiếc xe EV, tức là những cái xe chạy bằng năng lượng xanh, những cái xe chạy bằng điện để mà bảo vệ môi trường. Còn bây giờ á, mình muốn ủng hộ năng lượng xanh mà mình lại giảm xăng dầu một cách đột ngột như vậy á, dẫn tới là giá xăng dầu tăng lên rất là nhiều, và những cái hãng xưởng người ta cũng không có đủ nhiên liệu để mà người ta sản xuất ra máy móc để mà người ta có những chiếc xe chạy bằng năng lượng xanh ngay và luôn. Đồng ý á, là ủng hộ năng lượng xanh, ủng hộ xe chạy bằng điện là tốt, nhưng mà bên chính quyền của Tổng thống Joe Biden làm quá vội đi, làm quá nhanh, chỉ trong vòng có hơn một năm thôi mà các bạn thấy giá xăng nó tăng lên rất là nhiều như vậy. Thay vì như vậy, Elon Musk kêu là nên làm từ từ để mà giá xăng nó bình ổn hơn so với thời điểm hiện tại. Có rất là nhiều quốc gia ở trên thế giới, đặc biệt á, là châu Âu cũng muốn trừng phạt nước Nga khi mà Nga tấn công Ukraine. Nhưng mà khi mà suy nghĩ lại về cái sản lượng xăng dầu của Nga cung cấp đó, thì ví dụ như German là Đức, Đức là một trong số những cái quốc gia rất là phát triển ở bên châu Âu và là một trong số những cái quốc gia mà phụ thuộc rất là nhiều vô lại xăng dầu của Nga, thì Đức người ta cũng đã thông báo ngày hôm nay là người ta sẽ không có trừng phạt nước Nga, cũng như là vẫn sẽ tiếp tục nhập những cái dầu mỏ từ Nga vô, tại vì người ta cũng nói luôn á là Đức á là một nước mà chủ yếu là về sản xuất, và hơn 75% nhiên liệu sản xuất của Đức á là đến từ nước Nga. Nếu mà Đức á người ta trừng phạt Nga, có nghĩa là có thể người dân của người ta không có dầu mỏ, người dân của người ta sẽ không có điện để mà thắp sáng, hoặc là không có điện để mà sưởi ấm trong cái mùa xuân này. Thành ra mặc dù có rất là nhiều nước người ta kêu người ta sẽ trừng phạt Nga, nhưng mà đặc biệt là Đức người ta thông báo là người ta sẽ không có trừng phạt nước Nga và vẫn sẽ tiếp tục hợp tác và vẫn sẽ tiếp tục có xăng dầu từ Nga đó. Thì mỗi một nước, mỗi một cái quốc gia thì có những cái suy nghĩ khác nhau, có những cái đường lối khác nhau. Thì các bạn, các anh chị, các cô chú cứ chia sẻ cho An biết đó, là cái giá xăng của mình ở tiểu bang của mình đã như thế nào rồi, để cho mọi người đều biết. Dưới thời tổng thống Barack Obama, cái xăng cao nhất á, thì cũng chỉ tăng lên tới 6% thôi. Anh xin lỗi, dưới thời tổng thống Barack Obama thì cái giá xăng nó cũng đã từng tăng lên tới 5 đồng, 6 đồng cho những cái năm dưới thời tổng thống Obama. Thì hiện nay nhưng mà tổng thống Obama là làm tổng thống trong vòng 8 năm, cái giá xăng từ từ nó mới tăng lên tới cái giá 6 đồng. Tổng thống Joe Biden thì hiện nay chỉ mới nhậm chức có một năm thôi mà giá xăng từ 2 đồng mấy tăng lên bây giờ là gần 6 đồng rồi. Và em không biết ở tiểu bang của các bạn, các anh chị, các cô chú như thế nào, nhưng mà ở Cali á, hiện nay có những cái khu vực ở Cali, có những nơi ở trên những cái freeway, cái giá xăng bây giờ nó đã tăng lên gần 7 đồng mấy, 8 đồng. Thì em còn sợ là cái giá xăng nếu mà không có sự control, không có những cái biện pháp ở thời điểm hiện tại, có thể nhiều khi mình sẽ thấy giá xăng lên 8 đồng hoặc 9 đồng ở tiểu bang California trong những cái ngày không còn xa nữa. Và
trên Twitter của Tổng thống Joe Biden thì Tổng thống có chia sẻ rằng cái giá xăng ở nước Mỹ tăng lên nhiều như vậy á là do Nga, và mình phải không phải là claim, không phải nên chửi Tổng thống Joe Biden mà nên chửi nước Nga đó. Thì các bạn, các anh chị, các cô chú cũng có thể comment cho em biết coi ở dưới coi là cái suy nghĩ của các bạn, các anh chị, các cô chú như thế nào, và mọi người có thể nghĩ là xăng có thể lên 8 đồng, 9 đồng, 10 đồng trong cái khoảng thời gian sắp tới không, cũng comment cho em biết nha. Và chúc các bạn, các anh chị, các cô chú là có những cái ngày thiệt là nhiều niềm vui, thiệt là hạnh phúc bên gia đình và người thân của mình nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye bye.